Tại chương trình tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vào tháng 8 vừa qua, cử tri đã nêu kiến nghị đặt tên đường theo tên cố bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Đây cũng là kiến nghị của nhiều người dân trên khắp các quận huyện tại Đà Nẵng. Theo tôi á, ông Nguyễn Bá Thanh thì không phải hiện nay mới đặt quan tâm các tổ chức nhân dân người tất cả thành phố quan tâm trước cả có này. Từ khi ông Thanh mất á, mọi người mọi nhân dân cũng cán bộ của thành phố Đà Nẵng nói chung và bà con nhân dân ở Hòa Thượng nói riêng muốn có một gì đó để vì công lao đóng góp và nhất là cái làm thái độ nhìn nào của thành phố Đà Nẵng. Nhiều người dân Đà Nẵng cho rằng nên đặt tên đường cố bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, chính là quê hương và là nơi an nghỉ của ông, hoặc ở khu vực trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Riêng đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy rằng nên đặt tên đường của ông Nguyễn Bá Thanh nối trung tâm thành phố với quê hương ông Nguyễn Bá Thanh là tốt nhất và đồng thời là phát huy được như vậy là tất cả các cái tính về tính giá trị về chính trị, kinh tế, du lịch và phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới. Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, liên quan việc đặt tên đường cố bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, hiện nay Sở đã đề xuất hội đồng tư vấn đặt đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng đưa tên ông vào quỹ tên đường của thành phố để xem xét việc đặt tên đường. Căn cứ vào hồ sơ các tuyến đường đề nghị đặt tên cụ thể phù hợp của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng sẽ lấy ý kiến từ các cơ quan, đoàn thể liên quan trước khi đề xuất hội đồng tư vấn đặt đổi tên đường đưa vào dự thảo đề án đặt đổi tên đường trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định trong thời gian tới.